헐로. 오. 지금 있냐? không theo như theo chuyện đây đây là bông hoa màu xanh ở cái quê đâu là đang xong đâu rồi ghê hết cả người. Dùng hết cả người. Sau này đến bông màu tím, tím cả này. Đấy. Quấn này này, cho nó đẹp này. Ok. Đây một bông này là bông hồng hồng cánh sen này. Đấy, cái cánh này nó cái là phải vuốt lên để cho nó cái bông vào cho nó đẹp. Mình cắm cái bông hồng vào giữ nó cho nó đẹp. Đây là bông màu vàng chanh. Đây là bông màu đỏ, bông hồng nhưng mà màu đỏ này. Okay, I'm going to go.
Đây là giới thiệu với các bạn này, đây là một bình hoa, hoa này gọi là hoa hoa cúc. Đấy, mình cắm lại được một bình hoa cúc. Đấy, đây mình trên cái kẹp cái bông hoa hồng vào, trồng bình hoa cho nó đáng yêu. Đấy, các bạn thấy bình hoa này như nào đáng yêu, các bạn ấn like vào cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.